Thưa quý vị và các bạn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà huyện Văn Yên chỉ đạo quyết liệt thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2022. Với nhiều giải pháp đồng bộ nên đến thời điểm này, huyện đã giải ngân được trên 68%. Qua đó đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, phục vụ kinh tế xã hội địa phương phát triển, ghi nhận của phóng viên thời sự. Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Văn Yên được khởi công từ ngày 20 tháng 4 năm 2022 trên diện tích 3.000 m2 với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng. Công trình do Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Trung thi công đến thời điểm này đã hoàn thành 20% khối lượng, trong đó đã thực hiện xong phần móng, bể chữa cháy. Dự kiến công trình sẽ được bàn giao vào tháng 1 năm 2023, trước kế hoạch đề ra khoảng 3 tháng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và các sự kiện của huyện. Thời tiết đang thuận lợi thì chúng tôi sẽ đẩy tập trung nhân công nhiều và vật dụng máy móc để thi công để kịp tiến độ bàn giao cho đơn vị chủ tư. Dự án sửa chữa nâng cấp đường Xuân Ái, Yên Hợp, Yên Phú, Viễn Sơn, huyện Văn Yên có tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến là 20 km, mặt đường rộng 6,5 m. Do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng và Đức Chính thi công. Được khởi công từ tháng 8 2021 đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành gần 80% khối lượng công việc. Để hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 năm 2022, đơn vị thi công đang huy động gồm 15 máy xúc, máy ủi, xe lu và ô tô chở đất cùng hơn 30 công nhân để nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục. Trong quá trình làm thì thời tiết nó ảnh hưởng rất lớn. Những ngày nắng thì đơn vị thi công là cố gắng là làm tăng ca để cố gắng là hoàn thành đúng cái thời hạn. Công trình thì có hạng mục nền mặt đường và thoát nước. Thì hạng mục phần nền mặt đường đã hoàn thành 95%. Còn vào 5% nữa thì chắc chắn là sẽ hoàn thành, còn công trình thoát nước thì hoàn thành 70%. Còn 30% thì cũng sẽ hoàn thành trong tháng tới. Theo như cam kết với chủ đầu tư là hoàn thành trước 31 tháng 7 thì công ty Sơn Tùng thì cam kết hoàn thành trước 31 tháng 7. Năm 2022, huyện Văn Yên khởi công xây dựng mới 20 công trình và 8 công trình chuyển tiếp với tổng số vốn được giao là gần 230 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện đã giải ngân được 155 tỷ đồng, đạt 68,8%, cao hơn so với kế hoạch tỉnh giao. Trong 20 công trình khởi công mới có 13 công trình đầu tư 100% bằng nguồn ngân sách huyện, 7 công trình được đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện đối ứng. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án theo đúng kịch bản đã phê duyệt, từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên tiếp tục chỉ đạo các phòng ban và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, điều chỉnh, bổ sung dự án, đôn đốc các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Về giải pháp thì ban quản lý bố trí cán bộ quản lý dự án, yêu cầu cán bộ giám sát thường xuyên bám sát hiện trường công trình để xử lý giải quyết kịp thời các vướng mắc về mặt bằng, giám sát chất lượng và kiểm tra nghiệm thu và giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, không để kéo dài thời gian chờ đợi. Cái thứ hai nữa là yêu cầu nhà thầu xây nắp, lập tiến độ chi tiết cụ thể bám sát và điều chỉnh tiến độ để phù hợp với thực tế, tăng cường tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca thêm giờ, tận dụng những ngày này nắng giáo và bám sát theo dõi dự báo thời tiết để điều chỉnh tiến độ kịp thời và chủ động trong công tác tổ chức thi công. Cùng với đó, huyện Văn Yên sẽ giám sát làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhà thầu liên quan trong việc chậm triển khai kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn ngân sách nhà nước làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung. Ưu tiên giải ngân thanh toán cho các nhà thầu, các gói thầu có tiến độ thực hiện tốt và các dự án công trình trọng điểm để đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch.